Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 3 năm 2021, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có nhiều những dòng hàng lan mới đẹp, những cái hàng thuần, hàng đang nụ với giá rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô trầm tím. Đây là chuẩn trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Hàng nó sẽ không được mập như là cái hàng vườn. Tuy nhiên với những cái dòng này về cô chú anh chị chăm sóc thì phải nói là tuyệt vời. Cây sẽ có sức sống rất là mãnh liệt và rất là khỏe, và dễ dàng chăm cho những cây con của nó, dễ dàng to mập khỏe hơn rất nhiều lần so với cái hàng mà hàng rừng hay là cái hàng bóc vườn cô chú anh chị nhé. Và cái hàng này thì em đã chọn lựa cắt tỉa rất là kỹ rồi đấy ạ, chọn lựa rất là kỹ rồi, và gần như rất là ít những cái thân tơ bị gãy dập, mặc dù là hàng rừng nhưng mà chọn lựa rất là kỹ nên là các cái thân hoa giữ được khá là trọn vẹn đó. Thì nói chung là một số thân cũng có thể là bị gãy xíu cái đầu ngọn như thế này, không thể tránh khỏi nhá. Hàng thì cũng khá nhiều thân tơ ạ. Em bán cái hàng rừng này với giá chỉ 900.000 cho 1 kg thôi đó, cái hàng trầm tím ạ. Chuẩn rừng cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là dòng lan kiếm lô hội. Dòng lan kiếm lô hội xanh mướt với những cái hàng lá ngắn, cây lá ngắn rất là đẹp này. Hàng này thì mình không chỉ chơi hoa bền, rất là bền hoa với những chùm hoa dài rủ rất là tuyệt vời, mà chơi thân lá quanh năm nhé. Dòng lan kiếm lô hội này thì em xin phép được bán với giá chỉ 70.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là em có cái dòng lan đây nhỉ? Dòng lan Hải Yến ạ. Dòng Hải Yến thì với cái sắc hoa tím xanh rất là đặc biệt, rất là xinh. Dòng này hiện tại thì đang bắt đầu là chuẩn bị cho nụ nhé. Dòng này thì em xin phép bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Dáng hương đuôi sóc, nhiều cây lá tím lịm, và hiện tại thì một số cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Dáng hương đuôi sóc ạ, em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Đây ạ, một số cây đang bắt đầu là nhú nụ ra như thế này này. Nên là cô chú anh chị lấy bây giờ thì phải nói là đúng tầm chăm sóc, tầm ghép và được chơi hoa một mùa hoa trọn vẹn tuyệt vời nhất nhé. 140.000 cho 1 kg thôi ạ. Và bên này đây thì em có cái dòng lan Hoàng Thảo Bôi Bắc. Cô chú anh chị ngắm cho em, gần như toàn bộ đều là những cái thân tơ. Đó, gần như 100% đều là thân tơ. Hàng đang nụ rất là xinh, và Bôi Bắc thì hoa sẽ rất là tím đậm nhé. Rất là tím đậm. Đó, thì những cái bông vôi này, so với vôi Lào thì cái hàng này sẽ tím đậm hơn rất là nhiều, mà hoa cực thơm. Mầm gốc thì cũng đang lên này cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em này. Thời điểm quá tuyệt vời để cô chú anh chị có thể vào vườn và ngắm hoa những cái cây vôi Bắc này với giá chỉ 250.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây, em có dòng Kim Điệp Xuân. Kim Điệp Xuân lô hàng về cũng nụ còn khá trọn vẹn đấy ạ. Còn rất là nhiều nụ như thế này đây này, cô chú anh chị này. Rất là xinh. Đó đấy ạ. Em bán 140.000 cho 1 kg nhé. Một cái lô Hoàng Thảo Vẩy Rồng với những cái giả hành rất là chắc khỏe, cũng đang chuẩn bị cho nụ. Cái lô Vẩy Rồng này thì em xin phép được bán với giá là 80.000 cho cái lô này. Em không cân, nhưng được rất nhiều luôn đấy ạ. 80.000 cho lô Vẩy Rồng này nhé. Đấy. Còn tiếp sang bên này đây là em có Hoàng Thảo Ý Ngọc. Hàng về tươi roi rói luôn ạ. Thân căng mướt, mầm gốc đang lên. Và hàng thì cũng đang bắt đầu là bật nụ nhé. Ý Ngọc cũng đang bắt đầu bật nụ này cô chú anh chị này. Dòng hoa cực kỳ là sai, nên cô chú anh chị nhìn thấy là từ rất là sát đây, những cái thân hoa ấy, từ bắt đầu những cái mắt đốt rất là sát gốc như thế này, nó đã cho nụ rồi, chi chít là sẽ là hoa luôn. Đang bắt đầu là cho nụ như thế này thôi, nên cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa trọn vẹn nhé. Một số cây thì chưa nhú nụ, nhưng mà đa phần là cũng nụ khá là đều như thế này. Ý Ngọc em xin phép được bán với giá 180.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan Hạc Vĩ. Dòng lan Hạc Vĩ này cô chú anh chị thấy là cũng đang bắt đầu là cho nụ đấy ạ.
Đó. Thân nhỏ nhưng mà cực kỳ là có võ, thân nhỏ nhưng mà hoa cũng sẽ rất là to. Với những cái thân đen chùi chũi như thế này thì em nghĩ rằng hứa hẹn là sẽ là một mùa hoa với cái sắc hoa rất là đậm màu hồng đẹp của cái dòng hạc vĩ nhá. Đây mầm gốc đang lên rất là xinh này. Đó, hàng cũng đang nụ rất là yêu thương luôn. Đang bắt đầu nhú nụ luôn ạ. Dạ. Hạc vĩ này em bán 140.000 cho 1 kg ạ. Còn bên này đây là cái dòng lan bạch ngọc đuôi công. Dòng hòa hàng được coi là đẹp nhất trong tất cả các dòng điện lan, nở hoa vào thời điểm Tết với những cái bông hoa rực rỡ, bông hoa cực kỳ là to. Này, ở cái lô hàng về hiện tại là hoa đã sắp tàn. Đó, nhưng cô chú anh chị vẫn có thể thấy cái độ rực rỡ rất là đẹp của dòng bạch ngọc đuôi công này. Em bán bạch ngọc đuôi công này với giá là 300.000 cho 1 kg nhé. Một lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, em còn có một ít hàng ngắn này thôi. Thường em bán 180.000, thôi em chia làm hai lô đi để cô chú anh chị dễ sưu tầm nhé. À, lô gà này, đó, em chia làm hai lô. Mỗi một lô như vậy em bán với giá là 60.000 cho một lô. Và một cái lô kiều vàng, nhiều thân già ít lá. Hàng này, lô này thanh lý luôn đi ạ. 100.000 cho toàn bộ lô này, có mấy cân luôn nhé cô chú anh chị. Nó sẽ lên mầm gốc bình thường. Còn tiếp sang bên này đây là lô gà dẹt cực kỳ là xinh, rất là khỏe, rất là đẹp. Dòng gà dẹt này một số cây hiện tại đang bắt đầu là nở hoa rồi. Với cái sắc hoa, màu sắc cực kỳ là rực rỡ đúng không ạ? Hoa của nó độ bền cũng sẽ phải tầm 1 tháng. Hiện tại thì vẫn còn có nhiều cây có nụ, lác đác một số cây là đang hoa. Còn nhiều cây là vẫn còn đang nụ. Đó, đa số là đang nụ. Nhưng mà nụ nó lớn nên là vận chuyển đóng gói về thì cũng khá là nhiều nụ nó bị hỏng đấy cô chú anh chị. Em bán gà dẹt này với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Nhiều cây đang nụ, chỉ rất ít một số bông là sổ hoa thôi. Đó. Và bên này là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Môi tua hoàng long vĩ cũng đang chuẩn bị cho nụ cho hoa nhé. 140.000 cho 1 kg. Và bên này sẽ là ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu bác ạ. Cũng đang bắt đầu là cho nụ thôi. Hàng cũng đang bắt đầu cho nụ thôi này cô chú anh chị này. À, ngọc thạch 3 màu bác này mới giá là 150.000 cho 1 kg. Bên này là dòng lan kiếm tiên vũ. Hàng lá ngắn. Hàng này thì cái mặt hoa của nó có thể sẽ sổ, có khả năng sổ những cái mặt bông rất là đẹp, có giá trị ạ. À, dòng kiếm tiên vũ này em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Và bên này đây là em có dòng hoàng lạp. Hoàng lạp bây giờ thì một số cây cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Hoàng lạp em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Bên này sơn thủy tiên. Hàng sơn thủy tiên cô chú anh chị có thể thấy là hoa cánh dày hơn, cũng rất là xanh lá. Thế nhưng là hành tròn tu chắc khỏe như thế này này, dễ thuần dễ chăm luôn nhé. Sơn thủy tiên với giá 180.000 cho 1 kg. Và dòng lan phượng vĩ. Lan phượng vĩ bây giờ một số cây đang bắt đầu là cho nụ nhé. Một số cây đang bắt đầu cho nụ rồi. Với những chùm hoa vươn cao màu đỏ rất là dài, những chùm hoa vươn cao màu đỏ rực rỡ rất là đẹp. Em bán lan phượng vĩ này với giá là 70.000, à 90.000 trong 1 kg. Và bên này đây thì em có cái dòng lan này, hoàng thảo trúc mành. Nếu như cô chú anh chị đã được chiêm ngưỡng cái mặt bông của hoàng thảo trúc mành sẽ thấy được cái độ cực kỳ là rực rỡ của dòng trúc mành này. Trúc mành em xin phép được bán với giá 50.000 cho một bó này cô chú anh chị này. Một bó sẽ như vậy đấy ạ. Đủ thoải mái cô chú anh chị làm một giò to đẹp luôn ạ. Hoặc là cô chú anh chị lấy hàng kg thì em bán 220.000 trong kg nhé. Bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên rất là xanh, tươi, đẹp. Hàng đã thuần khoảng tầm 2-3 năm rồi. Hiện tại thì một số cây đang bắt đầu là có nhú nụ nhé. Nè. Hoặc là đang sưng những cái mắt nụ rất là lớn như thế này. Đó, một chậu sơn thủy tiên rất là nhiều giả hành chắc khỏe, to đẹp. Có những chậu thì hàng thân ngắn thì nó sẽ rất là nhiều thân như thế này này. Đó, và một chậu sơn thủy tiên như thế này thì em xin phép được bán với giá là 240.000 cho một chậu. Bên này sẽ là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc, cô chú anh chị nhìn cho em. Có những bông chuỗi ngọc hiện tại đang nở rồi, cô chú anh chị thấy cái sắc hoa của nó có tuyệt vời không ạ? Có xinh không ạ? Quá đẹp và bông hoa của nó cũng sẽ rất là bền cô chú anh chị nhé. Với ba màu sắc kết hợp hài hòa rất là xinh, rất là đẹp như thế này này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy một bông nở thôi mà cũng đã 3-4 màu luôn trên một cái bông hoa, độ bền cũng sẽ rất là bền. Hàng thì đa số là đang nụ thôi này. Đó, đang nụ như vậy thôi cô chú anh chị nhé. Cũng có cây, những cây nó nụ nó nhỏ hơn như thế này. Và mầm gốc thì cây cũng đang lên này cô chú anh chị này. Đó. Hàng này thì chơi thân lá cũng đẹp mà chơi hoa cũng đẹp luôn. Hàng này đang nụ này. Có những cây nụ lớn, có những cây đang bắt đầu là bật nụ thôi.
Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. 180.000 cho hoàng thảo chuỗi ngọc. Những bông hoa sắc rực rỡ, cánh bay cong cực đẹp. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu lan cắt này à. Dòng lan cát một lá, hàng này thì em bán hàng giống luôn ạ. Bình thường em bán 130.000 cho một chậu hàng đang nụ. Thì hàng hôm nay là không có hàng nụ rồi nên em sẽ bán cái giá thanh lý, giá rẻ cô chú anh chị làm giống nhá. Giá rẻ nhưng mà lại làm giống đảm bảo chất lượng. Cây thì rất là khỏe, dễ thuần, dễ chăm. Em bán dòng này chỉ với giá 100.000 thôi. Nói chung là đó, 100.000 cho một chậu thôi. Cắt lại ạ. Đấy, cô chú anh chị lướt qua đây cùng ngắm. Cái giò đây là cái giò gì nhỉ? Đây là cái cây em trồng được 3 năm rồi, là cái cây gì đây? Lan quân tử. Còn cái chậu này là cái chậu Sato, nở từ trước Tết đến bây giờ. Điện lan Sato. Hàng này chắc là hoa mà nở tại vườn ấy, mình trồng chăm được ấy, Sato ấy. Hoa nó đẹp trên tài những cái bông hoa mà mình nhập về ấy. Rất là đẹp, bông hoa căng, nở căng chứ hoa nó không cánh cụp như kiểu như là mình đi mua ở nhập về đâu, nhà vườn nhập về đâu, mình tự trồng nó rất là đẹp. Tiếp sang bên này đây thì em sẽ xin được giới thiệu đến cô chú anh chị một số cái hình lan mà em đã chia ra theo từng hình nhá. Và trước tiên sẽ là những cái giò dáng hương đuôi cáo này. Cáo là, nói chung là dòng cáo thì cũng được rất nhiều cô chú anh chị chơi lan ưa thích. Bởi vì nếu như nói về sắc đẹp thì dòng cáo này thì hoa nó rất là dài, chùm hoa rất là dài. Dáng hương đuôi cáo hình 1 em bán 170.000 nhá, có 3 đầu ngọn. Hình số 2 cũng có rất là nhiều đầu ngọn, hình này em bán 160.000. Hình số 3 có 4 đầu ngọn, hình này em bán với giá là 160.000. Và hình số 4 em bán với giá là 160.000. Hình số 5, một cái giò hoàng thảo kèn rất nhiều thân hoa, mầm gốc lên chi chít luôn cô chú anh chị này, mầm gốc lên rất nhiều luôn. Và đây là hàng kèn rừng nhá, hàng kèn rừng và đã trồng thuần ạ, nên đang lên mầm gốc 2 3 4 5 6 thân hoa. Đó. Và cái giò kèn này thì em xin phép bán 300.000 cho hình số 3. Hình số 5 ạ. Hình số 6 một thân, hai thân, ba thân, bốn thân. Bốn thân đang nụ và mầm gốc đang lên rất là xanh mướt này. Có vài thân đang nở hoa cũng được vài ngày rồi, căng, rất là tím đẹp. Em bán giò này với giá cũng 300.000. Một lô quế bị gãy đầu ngọn. 200.000 cho lô này. Và cái đây là hình số 7, hình số 8. Hình số 8 này thì em có hai ngọn quế đây. Hai ngọn quế rất là đẹp đấy ạ. Cô chú anh chị ngắm cho em này. Một cái rề ba ngọn, là một cái rề quế có hai ngọn với một ngọn rời bên này ấy ạ. Quá xinh đúng không ạ? Cái giò quế này em xin phép được bán với giá là 350.000 cho phần quế này nhá. Cô chú anh chị cùng ngắm cái vòi bông của nó năm ngoái nở kìa, rất là dài luôn. Đó. 350.000 cho hình quế số 8. Và bên này là em có một ngọn cáo hoa phân nhánh hàng lá xếp. Kiểu phân nhánh là một cái kiểu dạng cáo đột biến nhá, của dạng đột biến của dòng đuôi cáo. Cây này cô chú anh chị có thể nhìn thấy là năm trước nó phân đến 3 nhánh luôn này. Đó, nó phân đến 3 nhánh luôn cô chú anh chị nhá. Cây này đang là một mẹ với hai con, cây mẹ. Cây mẹ đang là cây mẹ là 2 này, 4 này. 2 4 6 7 cặp lá. 2 4 5 6 cặp lá, 6 7 cặp lá cô chú anh chị này. Một mẹ với hai cây con. Một cây cáo hoa phân nhánh ở năm trước. Em bán ngọn cáo này với giá là 300.000 nhá, hình số 9 nhá. Nói chung là thỉnh thoảng chỉ mới được một cây cáo hoa phân nhánh cũng rất là hiếm hàng. Đó, nên cô chú anh chị nào muốn sưu tầm dòng phân nhánh thì có thể đặt hàng cây này nhá. Và tiếp theo là một cái phần hình hài hương, có một cây này, hai này, ba này, bốn cây này. Cây này thì hơi bị lỗi ở đây này. Cái hình này em bán 100.000 cho hình hài hương số 10. Hình số 11. Hình số 11 là một ngọn đai châu cực xinh. Nói là rất là đẹp. Mà nó có đây ạ, bản lá cân đối rất là đẹp. Rất là tiếc nó bị lỗi lá ở đây này. Cây thì vẫn còn đang nụ này. Đó, nó dập ở trên này một tí xíu nhé cô chú anh chị nhé. Một tí ở đây nhưng không phải cắt lá. Hình này em xin phép được bán với giá 200.000 cho hình châu 11. Hình số 12 là một cái giò phi điệp tím với mặt bông cực kỳ là đẹp. Em đã bán từ trước Tết, còn sót lại một cái giò này. Hàng hiện tại đang bắt đầu là xuống lá hết rồi này. Thân rất là căng.
Với cái mặt hoa rất là đẹp luôn, đã từng dự triển lãm và được giải. Đây là giò phi điệp tím hình 12A. 12A mầm gốc đang lên, thân đang xuống, hạ lá hoàn toàn chuẩn bị cho hoa. Em bán giò này với giá là 250.000, có một số thân gập. Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng gì bởi vì nó cũng sẽ lên mầm gốc và vẫn cho hoa bình thường cô chú anh chị nhé. 250.000 cho giò này. Tiếp sang bên này đây là em có những giò giả hạc Pháp. Hàng cũng đang bắt đầu bật hết nụ rồi. Đây ạ. Em có giò giả hạc Pháp số 12. Đó, đang bắt đầu là nhú nụ này. Xuống lá và nhú nụ, mầm gốc đang lên này cô chú anh chị này. Mầm gốc đang lên rất là xinh như thế này nhá. Giò này em bán 140.000. À, có một cái thân này bị gập, thân rất là to này bị gập nhưng mà nó vẫn cho nụ và vẫn lên, đang lên mầm gốc bình thường thôi cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là số 13. Một giò rất là đẹp luôn. Mầm chi chít luôn, có những thân lên cả hai mầm luôn. Đấy là em còn không kích gì cả nhá. Rất nhiều thân đang nụ này. Đó, chi chít là nụ luôn, giả hạc Pháp ạ. Cái bảng giả hạc Pháp này em xin phép được bán bảng này với giá là 160.000, là hình số 13. Hình số 14. Hình số 14 cũng rất nhiều thân đang nụ như thế này. Xuống lá có thân đang bắt đầu là nhú nụ, có thân bắt đầu nứt nụ nhá. Đây mầm gốc đang lên này, chú anh chị này. Rất là xinh. Cái giò này em cũng xin phép được bán với giá 150.000. Tiếp theo là hình số 15. Hình số 15. Ở đây em có đây, hình này có tất cả là 5 thân. Mầm gốc cũng đang lên này, mầm gốc đang lên. Cái thân này thì bị gập nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến nụ hoa, vẫn rất là đều nụ tam tắp. Đã, vẫn rất là đều nụ tam tắp như thế này này. Đấy, nói chung là những cái cây này thì để cô chú anh chị ngắm hoa thôi, thưởng hoa thôi. Còn mầm gốc thì nó không có ảnh hưởng gì nhá. Nó bị gập nhưng mà không ảnh hưởng gì đến mầm gốc cũng như là chơi hoa. Đó. Thì em bán hình này với giá là 120.000. Hình tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 thì đây ạ, cũng rất nhiều thân. Thân căng mướt và cũng đang nụ này. Đó. Mầm gốc cũng đang bắt đầu là bật mầm nhá. Cũng có một cái thân bị gập nhưng mà cũng sưng nụ, mầm gốc cũng bình thường, nụ cũng bình thường. Em bán hình này với giá 140.000. Mà tiếp sang là hình số 17. Hình số 17 là một cái giò vôi bắc. Mầm chi chít là mầm. Và cây cũng đang rất nhiều thân đang nụ như thế này. Đó. Bây giờ này em xin phép được bán với giá 180.000 cho giò này này. Là hình số 17. Hình số 18 cũng là một giò vôi. Giò này thì cái thân nó cũng phần ngắn hơn nhưng cũng đang có nụ cho nụ này. Mầm gốc này cũng đang lên như vậy đấy ạ. Đó, thân ngắn ngắn nhưng vẫn cho nụ hết nhá. Cái giò này em bán 130.000. Hình số 19, cái giò này này, đây cũng là một giò vôi này, cũng đang cho nụ này. Ngắn ngắn nhưng mà vẫn cho có võ này, vẫn đang cho nụ như thế này này. Đó, và mầm gốc đang lên. Cái hình này em xin phép bán 130.000. Và tiếp sang là một hình số 20. Một giò giả hạc Hawaii, thì giò này em không biết là nó tím hay là trắng, nhưng cực kỳ là nhiều thân. Đó, rất nhiều thân luôn, rất sum xê. Cũng đang bắt đầu là xuống lá. Hàng này thì bình thường là nó sẽ nở hoa với thời điểm Tết đấy ạ. Tuy nhiên thì cái giò này là nhà vườn người ta tưới hơi nhiều, chăm sóc hơi nhiều nên là nó bị xuống lá chậm, nên là sẽ cho hoa chậm thôi. Đấy, mầm gốc đang lên rất là xinh như thế này, rất nhiều thân. Em bán giò này với giá 350.000. Đó, 350.000 cho giò này. Cô chú anh chị nào sở hữu cái giò này đến Tết sẽ có một giò lan cực khủng để mà chơi hoa Tết ạ. Giả hạc Hawaii nhá. Và hình số 21 cũng là một giò giả hạc Hawaii. Giả hạc Hawaii cô chú anh chị nhìn thấy này. Đây, như thân này đang gập này. Bị gập gốc như cô chú anh chị nhìn thấy cái thân mầm của nó mập không ạ? Nên là và cái thân cây này này nó không hề có cái hiện tượng gì gọi là yếu đi cô chú anh chị nhá. Cái hàng này tại vì là nó thắt ngọn cứng cáp rồi mà. Là kể cả nó gập gốc thì mầm vẫn lên phát triển khỏe mạnh bình thường, vẫn chơi hoa bình thường cô chú anh chị nhá. Và mầm gốc thì khỏi phải bàn luôn, rất đẹp cái dàn mầm gốc. Cái giò này em bán 300.000 cho hình số 21. Hình số 22 là một giò kiều dẹt. Hàng kiều dẹt em trồng thuần. Đang rất nhiều thân có nụ này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 5 này, cái thân này này. 6 này. 7 này. Hiện tại em đến đang thấy là 7 thân có nụ nhá, giò kiều dẹt ạ. Em bán giò này với giá là 500.000 cho hình 22 giò kiều dẹt. Và bên này sẽ là giò giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hạc hoa hồng đỏ hình số 23. Rất nhiều thân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và đang bắt đầu nhú nụ, mầm gốc đang lên cô chú anh chị này. Giả hạc hoa hồng đỏ nhá.
mầm gốc đang lên, hàng đang có nụ. Già hạt hoa hồng đỏ thì cây bé bé như thế này thôi, nhưng mà khi mà ra hoa thì hoa màu sắc hồng đỏ cực kỳ là quyến rũ, tuyệt vời nhá. Hoa nó rất là to luôn đấy ạ, chứ không có bé đâu. Thân bé nhưng khi nở hoa rất là to đẹp. Hình này, hình 23 này em bán 230.000 cho giò già hạt hoa hồng đỏ hình 23. Hình 24 cũng rất nhiều thân đấy ạ, chi xít là nụ luôn. Cực kỳ là sai hoa luôn cô chú anh chị nhá. Và hoa hồng đỏ bông hoa sẽ rất là to luôn. Đây này cô chú anh chị này, rất nhiều nụ, mầm gốc lăng lên rất là đẹp. Cái hình này em xin phép được bán với giá 250.000 cho hình 24. Hình tiếp theo là hình 25. Hình 25 là một giò trầm trắng, sai nụ chi chít. Cô chú anh chị nhìn cho em, ba thân sai nụ chi chít, mầm gốc đang lên, có thân là lên đang lên bật hai mầm gốc. Đó, đang bật hai mầm gốc rất là đẹp. Có hai thân đang bật hai mầm gốc, một thân đang bật một mầm gốc, nhú một mầm gốc. À, cái chậu trầm trắng này ba thân đang nụ cực đẹp này, hình này em bán 260.000. Và hình tiếp theo hình 26 cũng là một giò trầm trắng, giò này cũng hai thân đang rất nhiều nụ này. Mầm gốc thì cũng đang chuẩn bị bật mầm nhá. Cái giò này em bán với giá là 200.000. Tiếp theo là hình 27. Là một cái giò phi điệp tím, mặt hoa cánh tím chớp. Đang lên hai mầm gốc, cây này cây mẹ nó bị gập, nhưng mà cô chú anh chị thấy là cái thân nó không có hề làm sao đúng không ạ? Mầm gốc đang lên cực kỳ là khỏe. Đó, cái giò này em bán với giá là 120.000 cho giò trầm tím, phi điệp tím này là hình 27. Tiếp theo sẽ là một số hình ám mắt trâu. Cái dòng lan ám được coi là có mặt bông đẹp nhất trong các dòng lan ám ạ. Em có hình số 40-28 ám mắt trâu hình 28 với hai mầm. Cây này đang bật hai mầm luôn, cô chú anh chị này. Một cân cây kia, cây này đang bật hai mầm này, cây bên này đang sưng mầm gốc này. Đó, em bán cái giò này với giá 280.000 cho hình 28. Hình số 29 cũng là một cây ám dài khoảng 25-26 cm gì đó. 250.000 cho cây này. Đó, tính vào mỗi một thân có một sen có hơn 10.000 ạ. Tiếp theo hình số 30. 180.000 cho một cái cây ám này, mầm gốc đang sưng rất là lớn. Chuẩn bị bật mầm gốc rồi. Đó, đang rụng hết lá. Hình này em bán 180.000. Tiếp theo là hình số 31, em bán 220.000. Hình số 32 ám mắt trâu 22 là hai mầm này, em bán 240.000. Và bên này là em có cái hình đai. Hình này là cái hình hai cái giò đai trâu Thái. Đó, bị lỗi lá này. Cây này bị lỗi một bên lá như thế này. Cây này cũng bị lỗi một ít ở đây. Đó. Hai cây trâu này thì em sẽ bán với giá 100.000 cho hình số 33. Hình tiếp theo là hình 34. Em bán 80.000 thôi cho hai cây trâu này. Hình số 35 với giá là 100.000 cho ba con trâu này. Và hình số 36 là một cái giò. Đây là giò giả hạc châu Như. Đây mầm gốc đang lên này. Cây này đang bắt đầu là đang sổ hoa trước này. Hiện tại thì em còn có đang ba thân này đang chưa sổ này. Hình này em bán với giá là 190.000. Và bên này là một chậu trầm rồng đỏ. Duy nhất trầm rồng đỏ đang lên ba mầm gốc này. Cái thân của nó đây là kỳ 51 thôi. Vừa rồi có một số nụ nhưng nó bị hỏng nhá cô chú anh chị nhá. Thường em bán 160 thì cái chậu này em sẽ để với giá cô chú anh chị chỉ còn có 120. Và hình tiếp theo là hình số 38. Một giò tóc tiên rất là đẹp. Một giò tóc tiên rất là đẹp này. Giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 120.000. Ngoài ra em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan và đặc sản của vùng Cao Bằng. Hà thủ ô đỏ 300.000 cho 1 kg, hoàng tinh 200.000 cho 1 kg, chuối hột khô với giá 100.000 cho 1 kg, sim rừng khô với giá là 100.000 cho 1 kg, táo mèo khô 100.000 cho 1 kg, ba kích khô 450.000 cho 1 kg, dâm dương hoắc 150.000 cho một túi, miến phe đén Cao Bằng với giá 130.000 cho một túi 1 kg. Và cái tầm gửi cây chanh 230.000 cho một túi. Tầm gửi cây gạo, cây nghiến 190.000 cho một túi. Và cái chè sơn mật hồng sâm 80.000 cho một túi, rất nhiều hoa. Chè giảo khổ lam với giá là 60.000 cho một hộp, có 20 túi lọc bên trong. Em có thêm các cái loại chế phẩm dành cho hoa lan này. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp này. Hùng Nguyễn ạ. Duy xanh 50.000 cho một ống, duy đỏ là 60.000 cho một ống. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, Atonic 10.000 cho một gói. Thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 20.000 cho một gói. Ba loại phân bón NPK tan chậm dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ.
3 loại phân bón lá. Dành có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Tiếp sang bên này đây thì em có cái siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Kích Kiwi Pro của Mỹ với giá 350.000 cho một lọ. Và B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 40.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 50.000 cho một lọ. Và cái cát tan đặc trị thối nhũng của Thái với giá là 35.000 cho một lọ. Kin Kin Boom cũng đặc trị thối nhũng với giá là 35.000, 25.000 cho một gói. Ba loại cái lọ phân bón dạng túi lọc, có 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển, đồng giá với giá là, đồng thời kích thích da rễ rất là mạnh với giá là 35.000 cho một cái hộp như vậy. Và Chicho Dema phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ là hữu hiệu, với giá em bán là 15.000 cho một gói như vậy thôi. Và một hộp với khối lượng là 1kg nhé, với giá em bán là 130.000 cho một hộp. Cái gì nữa nhỉ? Em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1kg và rêu rừng là 50.000 cho 1kg. Và em có thêm cái bả sen 2.000 cho 1 gói ạ. Và có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em. Và em xin phép dừng clip ở đây ạ.